Vấn dành cho ký giả Đinh Quang Anh Thái của Little Saigon Radio mới đây vẫn còn nhắc lại. Tại vì ngay trước cổng nhà tôi là một người chết treo năm cải cách ruộng đất. Và 8 tuổi tôi đã phải đi theo những đoàn học sinh để chứng kiến những cái cuộc đấu đá địa chủ. Sau lưng nhà tôi đường tàu là cũng một người khác bị vu là địa chủ tự đặt cổ vào đường rừng ray. Khi tôi 8 tuổi, buổi sớm tôi đi tới sau và tôi đã thấy hình ảnh những người chết đó và điều đó nó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp. Và nhà văn Trần Mạnh Hảo, khi nói lên lý do tại sao ông muốn từ bỏ chủ nghĩa Mác, đã phát biểu. Tôi không hiểu cái chủ nghĩa gì mà nó lại lôi người ta ra đấu tố, bắn bỏ người ta mà không có xét xử công minh, mà không có những cái bằng chứng gì cả. Thì cái cải cách ruộng đất là một cuộc diệt chủng như là Pol Pot, Inh Sari, và hồi đó tôi đã chứng kiến toàn bộ gia đình nhà tôi di cư vào Nam. Bố tôi là con trưởng và lại giữ đất nhà, đánh chịu cái tai họa. Và nhà văn Vũ Thư Hiên, mới đây khi nói chuyện với Đài Á Châu Tự Do, đã nhớ lại bà cô của ông dặn dò. Có một bà cô ruột ấy, bà ấy cũng bị đấu. Mà ông ấy là chủ nhiệm Việt binh, là có chân trong Liên Việt huyện. Phải bị đấu, bị giam chủ trâu chủ bò, ăn uống kém cỏ trống. Ông ấy lúc đón đầu về nhà thì cô ông ấy chết. Cô tôi chỉ nói là cháu ạ, phải lựa bạn mà chơi. Cộng sản nó gian ác mà bất nhân lắm đấy. Cô nói với cô tôi rằng là cái bố cháu là cộng sản mà. Cái cháu là không hiểu, bố cháu mới đi với cái bọn ấy. Ông Vũ Thư Hiên còn cho biết về nạn nhân đầu tiên của thí điểm đấu tố. Bà Nguyễn Thị Năm đã từng là cái cơ sở lui tới của những người như là Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Lê Thanh Nghị. Mọi cán bộ mà đi qua lại trên cái vùng ở Việt Bắc đấy thì thường ghé lại và được bà ta nuôi nấng, trợ giúp. Chứ lúc đó chính phủ kháng chiến không thu được thuế. Trong cái tình hình thiếu thốn như thế, được người ta giúp đỡ như thế và mang người ta ra bắn, thì đó là điều nhẫn tâm. Bởi vì nếu lúc đó mà ông Hồ Chí Minh phản đối, nhất định không làm việc đó, thì việc đó nhất định không thể xảy ra. Với tư cách cái người đứng đầu của cả nước và là cái người thì lãnh đạo quốc gia lúc bây giờ trong một cái phong trào cải cách ruộng đất như thế, thì hiển nhiên là ông Hồ là cái người có nhúng tay vào việc giết bà Nguyễn Thị Năm. Cuộc cách mạng được gọi là long trời lỡ đất chấm dứt vào mùa thu năm 1956 với 170.000 người bị đấu tố đến chết. Đảng Cộng sản đã chịu nhận sai lầm và tiến hành sửa sai. Nhưng trên thực tế, Trường Chinh, người cầm đầu cuộc đổ máu khủng khiếp này, lại biện bạch là một thắng lợi cho nông dân. Trong lá thư ngày 18 tháng 8 năm 1956 gửi cho nông dân, Hồ Chí Minh còn nhấn mạnh, sự hoàn thành thắng lợi của cải cách ruộng đất là một chiến thắng vĩ đại. Tết Mậu Thân 1968, trong cuộc tổng công kích miền Nam dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh, Cộng sản Việt Nam đã gây ra một cuộc thảm sát dân lành kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam. Giao thừa năm Mậu Thân 1968, tiếp theo bài thơ chúc Tết của Hồ Chí Minh trên đài phát thanh như một mật lệnh tấn công cho quân Cộng sản, súng nổ cùng khắp các tỉnh miền Nam. Thái tần tinh vi các nước ngoài, Nam Bắc tinh vi đánh lật lý, tiến lên và thái hóa chủ đạo. Cuộc tổng công kích quy mô của quân Cộng sản là một phần trong chiến dịch Đông Xuân nhằm bẻ gãy sức mạnh chính yếu của quân đội miền Nam, hầu áp lực chính quyền thay đổi chính sách. Đài phát thanh Á Châu Tự Do đã thực hiện một loạt các cuộc phỏng vấn những nhân chứng còn sống sót nói về cuộc thảm sát này mà tác giả Arthur Herman trong bài viết The Lies of Death coi như một dấu ấn bi thảm của lịch sử nhân loại. Ông Vũ Ánh, chủ bút Nhật báo Người Việt, cựu phóng viên Mặt trận Hệ thống Truyền thanh Quốc gia Việt Nam Cộng hòa đã nói: Tôi có tiếp xúc được với giáo sư Lê Khắc Quyến đang làm bệnh viện Trung ương ở Huế. Ở ngay ở khu thứ được trả lời như thế này: đây là lối giết người của những người ở thời Trung cổ.
ông Võ Văn Bằng, trưởng ban truy tìm và cải táng nạn nhân cộng sản Tết Mậu Thân, cho biết. Và một khổ như vậy thì vào khoảng là 10 người đến 20 người. Và khi đào lên thì những cái người nào là đứng, nào là ngồi, nào là nằm. Và tất cả những đặc thi hài đó thì những cái dây rạc trói lại. Linh Mục Phan Văn Lợi hiện đang cư ngụ tại Huế, là người đã sống những ngày kinh hoàng trong dịp Tết Mậu Thân tại Huế, và là nhân chứng vụ thảm sát, sẽ kể về những nạn nhân bị giết tại Huế. Thì tại Phú Cam, ban đầu cũng có cái việc kháng cự lại cộng sản, nhưng mà chỉ được 6-7 ngày, rồi thất trận, và cộng sản đã tràn vào và bắt đi khoảng 400 thanh niên trai tráng. Đến tháng 10 năm sau, tức là năm 1969, thì người ta mới khám phá ra những bộ xương của họ tại Khe Đá Mài, nằm về phía nam của thành phố Huế. Tôi đã có tham dự cái lễ an táng 400 bộ hài cốt này tại núi Ba Tầng. Tôi hỏi hai những người đang lãnh cư tại tiểu chủng viện, thì tôi đã biết nhiều người thân quen của tôi đã bị mất trong biển cổ Mậu Thân. Linh Mục Phan Văn Lợi cho biết, trong số các nạn nhân có những người bà con và những người thầy dạy của ngài. Linh Mục còn kể lại trường hợp người bạn học năm đó không về quê mà ghé giáo xứ An Truyền thăm Linh Mục Bửu Đồng, cũng bị bắt và chôn sống cùng với vị Linh Mục Bửu Đồng cùng một số sư huynh khác. Và mãi đến tháng 11 năm 1969 mới tìm thấy xác. Trung úy Trần Tiến Sang, sĩ quan thuộc tiểu đoàn 39 biệt động quân đội Việt Nam Cộng Hòa, đã nhớ lại. Sau vụ Tết đó rồi, mỗi lần trong nhà thờ dòng chủ có thể, để rất là lớn. Nhiễm chủ mình đi lễ nhà thờ đó, là cả nhà thờ mặc đồ trắng và đều tan thẳng cả nhà thờ. Ông Nguyễn Phúc Liên Thành, phó trưởng ty cảnh sát đặc biệt tại Thừa Thiên, đã chứng kiến. Anh cả một cái dãy đường, từ đường Lê Lợi, các quận đi lên về mộ chôn tập thể Ba Đồn, toàn là khăn tang áo trắng. 40 năm qua, nhưng vết thương chưa lành, những cáo buộc suốt 40 năm của Việt Nam Cộng Hòa cũ, của cả giới nghiên cứu quốc tế, Hà Nội vẫn chưa bao giờ có câu trả lời chính thức. Ai, bằng cách nào, và tại sao, đã giết hàng ngàn người Huế, trong đó có cả sinh viên, thanh niên, học sinh và phụ nữ. Học giả Douglas Pike thuộc Phòng Thông tin Hoa Kỳ, trong bản báo cáo hoàn tất vào ngày 1 tháng 2 năm 1970 tại Sài Gòn, đã viết, chỉ trong một trận Mậu Thân tại Huế, gần